Theo lịch trình được công bố, lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh châu sẽ phải thảo luận một loạt các vấn đề gai góc cả về đối nội lẫn đối ngoại, như tranh cãi về ngân sách 2021-2027, về chính sách nhập cư mới, về quan hệ với Trung Quốc hay cách thức xử lý các cuộc khủng hoảng tại Belarus và xung đột Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ tại Đông Địa Trung Hải. Đối với vấn đề ngân sách chung của khối, Đức, nước hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu, cho biết kiên quyết thông qua ngân sách gần 1.100 tỷ euro này trong vài tuần tới. Tuy nhiên, trở ngại lớn hiện nay vẫn nằm ở hai nước Hungary và Ba Lan, khi các nước này cho biết sẽ phủ quyết bất cứ quyết định nào về ngân sách nếu Ủy ban châu vẫn giữ điều khoản trừng phạt các nước không tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn về nhà nước pháp quyền. Một chủ đề châu là các tranh cãi xung quanh các phản ứng với Thổ Nhĩ Kỳ, đã dùng các cái thuốc giãn phế quản rồi thuốc chống đạp vào Thổ Nhĩ Kỳ. Đối với khủng hoảng chính trị tại Belarus, nhiều khả năng Liên minh châu sẽ công bố danh sách trừng phạt các cá nhân tại Belarus có liên quan đến việc dung túng cho cảnh sát sử dụng bạo lực quá mức để đàn áp người biểu tình. Về đối ngoại, các nhà lãnh đạo Liên minh châu dự kiến cũng sẽ đưa ra ý kiến về hồ sơ Brexit. Theo đó, nhiều khả năng sẽ cho phép các nhà đàm phán hai bên gia tăng thêm các vòng đàm phán trong 3 tuần tới, trước khi Liên minh châu họp thượng đỉnh tiếp theo vào cuối tháng 10. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng các lãnh đạo Liên minh châu sẽ hạn chế đề cập đến Brexit nhằm tránh gây sức ép cho các cuộc đàm phán hiện đang được tiến hành tại Bruxelles. Liên minh châu Âu ngày hôm nay khởi động những bước đi pháp lý đầu tiên nhằm kiện Anh liên quan tới dự luật thị trường nội địa gây tranh cãi, vừa được Hạ viện nước này thông qua hôm 29 tháng 9 vừa qua. Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, bước đi là nhằm buộc Anh phải tôn trọng những cam kết trong thỏa thuận Brexit mà hai bên đã đạt được hồi cuối năm ngoái. As you know, we had invited our British friends to remove the problematic parts of their draft journal trong dự thảo luật thị trường nội địa. Văn kiện này về cơ bản là vi phạm những nghĩa vụ và thiện chí đã được đưa ra trong thỏa thuận chia tay. Hơn nữa, nếu được thông qua, nó cũng đi ngược lại với thỏa thuận giữa Cộng hòa Ireland và Bắc Ireland. Thời hạn chót này đã hết và các điều khoản liên quan vẫn chưa được giữ lại. Vì thế, Ủy ban châu đã quyết định gửi thư khiếu nại chính thức cho Vương quốc Anh. Đây là bước đi đầu tiên trong tiến trình pháp lý đối với những hành vi vi phạm. Trong diễn biến liên quan đến bầu cử Mỹ, sau màn tranh luận trực tiếp trên truyền hình, hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Joe Biden vẫn không ngừng công kích lẫn nhau trong các chiến dịch vận động tranh cử. Để đảm bảo hình ảnh cho nước Mỹ, ban tổ chức dự kiến ngày hôm nay sẽ thông báo các quy định mới nhằm đảm bảo trật tự cho các cuộc tranh luận sắp tới. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin. Công kích đấu khẩu từ lâu vốn là đặc sản của bầu cử Mỹ, nhưng cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ vừa diễn ra thực sự khiến thế giới ngán ngẩm. Hỗn loạn là những từ truyền thông thế giới nói về cuộc tranh luận được cả thế giới quan tâm. Sự công kích cũng như hành động của Tổng thống đương nhiệm cũng được cho là nguyên nhân khiến trận so găng trở nên hỗn loạn và không còn mấy cơ hội để khán giả tìm hiểu về các khác biệt trong chính sách giữa hai ứng cử viên. Dự kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Joe Biden tiếp tục bước vào cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai vào ngày 15 tháng 10 tới và cuộc tranh luận cuối cùng vào ngày 22 tháng 10. Để đảm bảo các cuộc tranh luận này có trật tự, Ủy ban tranh luận Tổng thống dự kiến có một số thay đổi trong các quy định. Kiểm soát mic của các ứng cử viên có thể là ưu tiên đầu tiên để ngăn họ ngắt lời người điều phối hay ứng cử viên khác. Phản ứng trước thông tin này, các nhà hoạt động truyền thông của Tổng thống Donald Trump cho rằng cuộc tranh luận vừa qua là sự tự do trao đổi ý kiến và những thay đổi này có thể làm lợi cho ứng cử viên Joe Biden. Trong khi đó, người vận động chiến dịch của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thì tuyên bố rằng ông Biden sẽ tuân thủ các quy tắc nhằm kiểm soát hành vi của Tổng thống Donald Trump. Đã có một số thăm dò sau cuộc tranh luận đầu tiên với kết quả ông Biden giành chiến thắng, mặc dù Tổng thống Donald Trump chiếm diễn đàn nhiều hơn. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định không ai giành chiến thắng trong cuộc tranh luận này, bởi đây là cuộc tranh cãi hỗn loạn, gián đoạn với sự công kích và tấn công tồi tệ nhất giữa hai ứng cử viên tranh cử Tổng thống. Nga vừa cho biết đang thảo luận với các đại diện của Tổ chức An ninh Hợp tác Châu Âu OSCE để làm trung gian cho cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan, tức là nhà hòa giải thành công cho cuộc xung đột Nagorno-Karabakh năm 1994 với một lệnh ngừng bắn giữa hai bên, trong bối cảnh cuộc xung đột có nguy cơ trở thành điểm nóng quốc tế. Liệu sứ mệnh này của Nga có một lần nữa thành công hay không? Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếng súng vẫn không ngừng vang lên tại khu vực Nagorno-Karabakh hôm qua, gây ra nhiều thương vong cho dân thường, cho thấy cuộc đụng độ nghiêm trọng nhất giữa hai bên kể từ năm 2016 không có dấu hiệu hạ nhiệt. Hiện có nhiều lo ngại